vì thấy bây giờ là cái trào lưu bấm điện thoại. Có những người một tay làm tay cầm điện thoại, vì nó cầm bấm điện thoại tối ngày đi đâu mà bấm điện thoại chứ, đứng chờ xe buýt cũng bấm điện thoại nữa. Có khi đang đi dọc đường mà đụng xe, chứ không phải là xe đụng, cầm điện thoại bấm đụng xe. Cái nhìn điện thoại không nè, ngước mặt lên bụp xe người ta, ghiền điện thoại đến mức gì đó quý vị. Mà giết rồi tự nhiên không có nhìn được cái gì trong cái cuộc đời này, mà chén cơm mình ăn là nó bắt nguồn từ đâu, bao nhiêu được giọt mồ hôi ta đổ xuống. Con cái giết rồi không có biết cái gì là cái khổ của cha mẹ. Cha mẹ thì lam lũ cực khổ, đổ mồ hôi chảy máu để có cơm đem về cho ăn. Mà có ngày bấm điện thoại không, nó gom cái thế giới này vô chiếc điện thoại à. Rồi bắt đầu nó không biết cái trong cái cõi đời này có nhiều cái khổ đau gì. Ở trong cuộc đời hôm nay bao nhiêu con người khổ, nó không hiểu cái gì chứ. Vì thì con người mà là như vậy thì quý vị biết con người này làm sao mà họ có thể biết thương con người hả quý vị? Bởi vì mình sinh con mình ra, mình đừng có dạy con là con sau này lớn lên thương cha thương mẹ nghe. Đừng có dạy chỗ này. Mình dạy chỗ này thì con mình không khác nào là nó sống trong cái xã hội công lợ. Là mình bỏ công mình nuôi nó, rồi mình mong cái lợ là nó nuôi mình. Bây giờ mình sanh con mình nuôi con mình, nói rằng là cha mẹ không có cầu gì từ con hết. Cha mẹ tin vào nhân quả của cuộc đời, cha mẹ không có cầu gì từ con. Nhưng cha mẹ chỉ mong làm sao con sau này con lớn lên con đừng có làm những chuyện tổn hại mọi người thôi. Tại vì sinh nuôi mong cái hạt giống này lớn lên cũng làm cái gì để ý nghĩa trong cuộc đời. Cha mẹ chỉ mong con đừng có làm những việc gì tổn hại xã hội, đừng có mang một danh từ là tệ nạn xã hội thôi. Chỉ cần con sống cho tốt với mọi người, con thương mọi người giùm cha mẹ đi. Còn cha mẹ nuôi con có nghĩ cái chuyện gì khác đâu. Mình dạy như vậy, con mình đối với người ta nó nuôi thì đối với mình sao bỏ. Vì có cái lý mà con mình nó nuôi người ta mà nó bỏ mình không quý vị? Không bao giờ có cái chuyện này. Nên những đức nói nè, những người trong chùa mà những người trẻ họ vô đây họ nuôi người già, đố mà họ bỏ cha mẹ họ đó. Nhưng mà vì cha mẹ họ không có chịu vô chùa, không có chịu vô chùa mà kêu họ về sao được. Ta chọn cái chí nguyện ta đi tu. Nên đợt này nè, ngày 19 á, buổi sáng sớm khoảng cỡ 7 giờ buổi sáng sớm, ai mà mình sắp xếp được thì mình qua mình dự cái lễ xuất gia của các chú kết duyên. Tại vì sớm mình đi về bên kia mình cũng nghe pháp được. Tại 7 giờ là lễ xuất gia à, 6 giờ rưỡi đồ này kia thì tập trung ổn định à. 7 giờ xuất gia xong rồi thượng có công việc nên xuất gia sớm. Nên từ nơi đó mình dự được thì mình dự. Biết đâu á, gần 30 chú này tương lai á cũng có những con người đặc biệt trong Phật pháp làm sao. Những đức mong rằng qua cái sự rèn luyện của những đức, 30 chú này sau này trở thành những con người cũng phải đặc biệt nuôi người già, giảng tịnh độ vậy đó. Để cái chí nguyện xuất gia của những con người này nó không uổng cái công cha mẹ sinh thành. Thật sự mà nói, những đức không phải duy trì cho các chú này mà học tập gì nhiều đâu quý vị. Chỉ cần mấy chú này ổng giống những đức cũng được nữa thì cũng được rồi, khỏi cần nói gì cao xa. Chỉ cần mà thành hình ra được như những đức thì quý vị biết cũng ngon rồi đúng chưa. Nó bây giờ mà 30 chú này mà mỗi địa phương một chú giống những đức thôi cũng là thờ. Cuộc đời của những đức cũng thấy vừa bụng lắm rồi, hiểu không? Chứ không có đòi hỏi gì xa vời chi nữa. Kệ mỗi người ta học tập được nhiều thì cái chuyện của người ta tốt, còn mình thì mình làm cái chuyện của mình đi. Những đức thấy rằng là bố trí tư tưởng của những chú này về sau á, chỉ cần nói ngôi tư tưởng mình nuôi người già thôi. Những đức cứ nói có chú hoài ai cũng sẽ già, mình cũng già. Như hồi sáng mình nói câu nuôi người già đi, nó không có mai một đâu, không có ế đâu, đừng sợ. Nuôi người già không ế đâu quý vị. Mà những đức nói thiệt cho quý vị nghe, một ông thầy mà nuôi người già người ta thương ông thầy đó lắm. Chính những đức là được nhiều người thương nè, là nhờ nuôi người già người ta thương. Từ xã hội không tu người ta cũng thương thầy đó nữa. Nghe nói nuôi người già là phái tại vì mình thấy người già tội nghiệp. Thì người già bây giờ mình nhìn bà già bà không có tu hành đi chăng nữa, nhưng mà bà ngồi đó mắt liêm nhiêm mà ngồi. Mình đi ngang mình nhìn người già mình thấy tội nghiệp mà đúng không? Không chi mình vớt người già đem về mình nuôi thì người ta thương mình chứ làm sao. Mà cái đức lớn nhất là nuôi người già. Những đức nói có hai cái đức mà cả đời của người mà làm được thì vô cùng đặc biệt. Một là dạy trẻ em, hai là nuôi người già. Vì sao? Vì trẻ em nếu như được dạy đàng hoàng thì cả đời nó sẽ đi trên đoạn đường này tốt. Mà đi con đường này tốt thì tới tuổi già thì sẽ có phước và được hạnh phúc và tốt chứ làm sao, đúng không?
Nó nên những đức bắt tay vào cái việc này. Lớp đạo làm con chúng ta mỗi tuần thứ bảy gần 500 người đến nè, là cái gì? Lớp đạo làm con dạy trẻ em, dạy người cha mẹ, để mà dạy con, dạy qua tư tưởng để truyền tải từ cha mẹ dạy con. Nó nghĩa là dạy nít rồi đó. Rồi chùa mình nuôi người già. Rồi bên bảo tháp bên đây cũng có một số mấy thằng trai nhỏ nhỏ, mười mấy thằng. Bây giờ nó cũng mau lớn lắm nha. Thằng trai nhỏ nhỏ này cũng lớn lên nữa. Nó tiếp tục cho theo chú Tâm bên bảo tháp để nuôi người già nữa. Nó nhỏ xíu xíu mà mười mấy tuổi mà bắt nó tắm mấy ông già. Nhỏ xíu à. Bắt nó tắm. Ba thằng tắm một ông. Bất cử quá chết. Ba thằng tắm không. Nó xíu xíu à. Thì biết rằng tại mình nuôi người già, mình gầy dựng nó nuôi người già chứ làm sao. Thì quý vị biết rằng những đức nói về, mà nó thương những đức lắm, nó thích những đức lắm. Mỗi lần những đức qua là nó mừng trò, nó ngồi nó cứ bu xung quanh. Tại mình thương mới có giờ mình la gầy gì đâu. Nên nó sợ mình giận nó lắm. Nó chỉ cần mà nó lì gì những đức nói à, con lì đi mai mốt những đức khỏi qua luôn. Nói vậy thôi là nó sợ rồi à. Nên từ nó mỗi lần qua mua bánh hoặc là mua này kia cho ăn. Như bữa đó qua thấy bận mấy bộ đồ mà bị hở người ta cho mấy bà già đồ đen thui á. Trời nó bận bộ đồ gì đâu mà. Nó bận bộ đồ mà cái quần nó dài thon á. Rồi nó kéo tới cái ngực nó. Kéo tới cái ngực đó mà nó vẫn còn đạp cái ống quần. Nhưng đứa nó chú Tâm trời nó bận bộ đồ y gan con nhộng vậy trời. Vì đâu mà nhìn nó kỳ cục quá. Cái Tâm nói trời mấy đứa nhỏ này nó bận đồ nào chịu cũng không nổi đâu. Thôi kệ lôi đồ này ra cho nó bận đại đi. Nó bận cách hết trơn à. Nó nói kệ tội nghiệp nó, nít mà. Nhìn bận bộ đồ vậy. Khi cha mẹ người ta nhìn thấy cũng đau lòng ha. Thôi dẫn nó ra tiệm mua cho nó đứa hai bộ đồ đi. Nè lấy tiền đi trả cho nó. Nó mừng lắm quý vị không. Nít mà thôi, như mình còn nhỏ mà ai cho quà mình nhớ hoài á. Nhắc hoài người ta luôn bởi vì những đứa thương nó. Rồi mỗi tuần chủ nhật thì đứa cho ăn mì, thèm mì lắm. Cho mì, mua mì ngon ngon cho nó ăn, mua đồ ăn cho nó ăn ngon, nó mừng. Nó thương mình rồi, mình dạy nó nghe. Xong rồi đức bố trí là giờ ba thằng phải tắm một ông già. Không có nói dòng do gì hết trơn á. Bây giờ một á, là cái điểm đầu tiên một thằng tắm là từ cái đầu tới cái ngực. Một thằng tắm từ cái ngực cho tới qua luôn quần. Đúng không? Một thằng tắm hai cái chân là ba thằng là tắm một ông. Chọn đi. Trời ơi, thằng nào nó cũng dành cái đầu với cái chân không? Nó khôn thế ghê. Thằng nào nó cũng dành cái đầu cái chân không một à? Mà trong đó thì có thằng thằng. Cái thằng đó giống hệt là cái bộ phim mà Thượng Đế còn phải cười nữa. Mặt giống hệt ông Thượng Đế phải cười luôn, mặt tiếu lắm. Nó, thì lúc nào thằng đó nó cũng hiền, nó không có biết chọn gì chứ. Thì những đứa thấy cái thằng này nè, nó lớn lên thằng này nó mới đặc biệt nè. Tại những đứa nhìn qua cái thằng, mỗi thằng nhỏ đứa biết. Mỗi cái thằng nó lanh lẹ, nó khôn, nó biết chọn lựa đủ chuyện. Còn cái thằng thì nó lại rất là ngây ngô. Mà thiệt thà vậy sao để đâu ngồi đó. Thằng này nè, này nó sau này lớn lên đặc biệt nè. Có phúc đức nhìn nó cái là thấy tội nghiệp. Mặt thấy tội nghiệp. Nó thì ai chọn đâu chọn, nó cứ chọn ngay luôn quần. Đâu. Có một lần trời ơi, thì tắm thì nó có cái khăn mà để lau mông với mấy ông già. Thì bắt đầu cái thằng mà nó tắm cái đầu nó tắm ngay cái ông thầy. Tắm ngay ông thầy. Thì nó lấy cái khăn lau mông nó lau nó đầu ổng. Ông nói mày là cái thứ gì mà mày kỳ cục vậy? Mày lấy cái khăn lau mông mày lau đầu tao. Trời ơi mắc cười gần chết luôn. Không mà từ nhỏ đó rèn vậy rồi đó quý vị. Tại vì những đứa nghĩ rằng cây non thì dễ uống. Bây giờ còn nhỏ mà không rèn, chờ nào rèn đây. Nó rồi có 4-5 thằng không biết chữ. Nên đứa nhờ cái cô này cổ cũng có trình độ một chút để dạy học. Chỉ cần dạy biết chữ thôi à. Nó dạy biết chữ chứ biết chữ nghĩa một chút. Chứ đâu không phải chữ lộn. Đúng không?
Nó nên từ nơi đó mà dạy cho nó để mà biết đọc rồi này kia, biết viết chút đỉnh. Chứ nói chứ cái người mà không biết đọc chữ gì trơn, nó khó biết được văn tự người xưa lắm quý vị. Những đức nói chứ cũng ít đọc sách, nhưng mà những đức biết đọc, hiểu không? Những đức biết đọc nên những đức mới biết một số nghĩa trong đó, lễ nghĩa. Những đức biết được chút là do những đức đọc được. Nếu mà bây giờ mà dốt luôn không biết đọc chữ nào chứ là dở dữ lắm. Mà con người mà họ dốt luôn á, thì thí dụ từ khi cái tâm lượng của họ nó đặc biệt dữ lắm, nó biết lắng nghe đặc biệt lắm, mình dạy dễ. Còn cái người mà nó dốt luôn mà nó tiêu cực cái vị, nó cứng ngắc, là con người đó mình không có dạy được họ, khó lắm. Nên ít gì nó cũng phải biết đọc chữ này kia, nên dạy cho nó biết đọc chữ này kia thôi à. Nó rồi nó đào tạo cho nó để nó nuôi mấy ông già. Như Đức nói con nít được gì thì đúng là có phúc, sao nó lớn lên nó đặc biệt thì được mười mấy đứa vậy đó. Mười mấy đứa mà cứ lâu lâu như thế qua Bảo Tháp đến là cứ chạy đến là tung tăng đến đó, quý vị thấy không? Thì từ nơi đó mà những đức nói rằng cuộc đời những đức nhờ đi tu, mà mình làm được những chuyện gì ai mà ngờ rằng mình đi tu mà tự nhiên bây giờ mình dạy lớp đạo làm con đâu. Quý vị biết cái lớp đạo làm con mình gọi là đệ tử quy đó, mà đệ tử quy thì người ta phát triển khắp nơi, từ thành phố, từ miền ngoài đồ, người ta phát triển một thờ quanh liệt dữ lắm. Nhưng mà nhiều người ta tổ chức một thời gian gì đó rồi người ta đi xuống lại, người ta nghỉ. Nhưng mà riêng cái lớp đạo làm con mình 5-6 năm nay, quý vị thấy nó cứ bền bỉ hoài vậy đó. Nó không có nổi quá mà nó bình bình nó làm hoài, không có nổi. Hồi xưa có nhiều người ta cũng rủ những đức cái chương trình rửa chân, rửa cẳng cha mẹ rồi đó. Những đức hồi xưa cũng định làm nó tại chùa mình tập trung người đông được. Rồi xong bắt đầu những đức ngồi suy nghĩ là không làm. Vì sao? Tốt, nhưng mà có cái nó không hành trì được, nó hành trì lâu dài mới được. Những đức nói thiệt chứ chúng ta đã lỗi, cái lỗi chúng ta thời gian dài quá, nó qua nhiều đời quá. Bây giờ mà người làm cha làm mẹ mà ngồi đó để cho con rửa chân mình, từ khi mình lết bánh thì chịu thôi. Chứ nếu như mà mình còn đi được mà nói mà con rửa chân cho mình, cái lương tâm mình không có chịu nổi đâu quý vị. Tại vì sao? Phải chi mà quý vị đã rửa chân cho cha mẹ quý vị, thì con nó rửa chân cho quý vị thì quý vị ngồi nổi. Giống như là mình diễn để cho con mình nó làm cái điều hiếu vậy đó. Nhưng mà bây giờ cái khả năng này chịu không nổi. Tại vì sao? Vì nó qua quá nhiều đời. Cái chuyện này của người xưa nó làm, bây giờ không có làm được, nó không có phù hợp vào cái cuộc sống bây giờ. Bây giờ mình còn khỏe mà con mình nó rửa chân cho mình, người ta kêu kêu mình cũng chết nữa. Ta nói mình cái thứ gì độc ác, ác ôn gì kỳ cục cái chợ. Tự nhiên ngồi vậy bắt con rửa chân à. Một số người ta hiểu thì nó thấy ô tán khoáng vô cùng, vì cái hành động, cái việc làm đó quá tốt. Nhưng mà mình không có làm được cái điều này hoài. Nên những đức ngồi bình tĩnh suy nghĩ là như đức nói, thà mình làm cái gì mà có thể nó xác thực trong cái xã hội hiện đại một chút đi, để cho nó lâu dài được. Chứ đừng có làm cái mà coi nó phi thường quá mà lại không ai áp dụng được vậy thì thôi làm chi. Nên những đức nghĩ vậy, nên cái lớp đạo làm con mình thì được chuyển hóa lại nhân sinh. Hồi xưa những đức còn đọc văn tự trong đệ tử quy những đức họ dạy đó quý vị. Nhưng mà sau này rồi những đức không có đọc văn tự đó nữa, mà toàn là những đức dạy về nhân sinh luôn. Tại những đức thấy rằng là bây giờ là phải đi thẳng vào nhân sinh luôn, cho nó phù hợp hiện đại luôn, chứ không có thể nào mà đi nó xa vời nữa. Bây giờ nhiều đứa nít nó khôn quá. Vì sao? Vì nó hiểu biết quá nhiều. Trên mạng nó cầm điện thoại nó lướt một cái thôi là nó biết cả thế giới rồi. Quý vị đi lấy cái chuyện xa vời, vì dạy nó những câu chuyện quá xa vời, tự nhiên nó nói mình cổ lưu sĩ, nó không có chịu học mình đâu. Những đức nghĩ ra, ô bây giờ dạy con nít là nó phải tăng tiến, nó phải làm sao thời đại một chút, phải làm sao cho nó thấy xác thực một chút, và chính bản năng con người mình còn hơn nó nữa, vậy nó mới phục tùng. Còn nếu như mà nó thấy mình không có làm được trò gì chứ nha, trong cái cuộc đời này không có gì ý nghĩa mà mình nói những chuyện xa vời không, nó không có nghe đâu. Mà nó cười mình đó, con nít bây giờ nó ghê lắm. Vậy như đức thấy rõ ràng mà. Đừng có nói cái xa vời nên thời đại một chút, nhưng mà làm sao áp dụng cho nó xác thực, có đạo đức làm người thì tự nhiên sẽ dạy được. Nên những đức nói cái lớp đạo làm con mình, nhiều đứa con nít đến nó chuyển hóa rõ ràng. Nó rõ ràng là có thời gian chuyển hóa. Bây giờ những đức nói nè, tới khi nghỉ hè nè, thí dụ như nam con mình mà chịu ở, thấy không, thì nam là ở bên đây. Vô một cái là gì? Ở nhà nói trước đi, không có xài điện thoại nó nghe. Tốt nhất là để điện thoại nhà đi, nó không xài điện thoại nè. Vô đây á, thấy không, nếu mà được đừng có cho nó một cắt nào chân. Tới chừng nào nó đi về, nó cái chuyện đó xử lý với những đức nè. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như
tới ngày nó gần về, cha mẹ lên rước nó về thì trả tiền xe cho nó đi về, hiểu không? Hoặc là cha mẹ gỡ tiền vô cho nó đi về cũng được. Cái điều đó cũng đúng, đừng có cho tiền nó. Cho tiền nó là nó cầm tiền, có khi nó leo hàng rào, nó đi ra ngoài nó chơi. Có thằng trai nó vậy đó quý vị, không giỡn đâu nghe. Nên nó tốt nhất là gì? Không cho tiền, không đưa điện thoại. Rồi đưa mày đi một phát rồi là cho mày cấm cung trong đây luôn. Trong vòng vài tháng ở đây là nó có kết quả liền đó quý vị. Kết quả liền á. Quý thầy dạy nè, nó ở một khu nam của nó luôn, được sống trong ngôi Tam Bảo, có kết được cái gì? Nó mùa nghỉ hè nè, nam ở bên đây hết, còn con gái bên hộ pháp nó có cái nhà ăn trên á, cho nó ở trên đó, gái thì trên đó hết. Quý vị biết rằng á, bây giờ dạy á, mà con trai con gái á, nó nhỏ nhỏ nó ở gần nhau dạy cũng không được. Con trai con gái bây giờ nó nhỏ nhỏ mà nó cũng kỳ cục lắm quý vị ơi. Nó không phải nít như những đứt ngày xưa đâu. Ngày xưa cái thời của những đứt, cái con nít người ta 6-7 tuổi, người ta còn nhảy xong tắm ở chùa, nhảy xong chùm chùm chạy ngoài đường lông nhông. Còn bây giờ con nít mà 6-7 tuổi nó biết quý vị. Trời, nó biết đó quý vị. Những đứt thấy rõ ràng mà. Cái lớp đạo làm con có lần đứt thấy nhỏ xíu xíu à. Cái thằng con trai 5 tuổi, nhỏ con nít 4 tuổi. Vậy mà cái thằng trai 5 tuổi đó nó ôm nhỏ nít 4 tuổi hung quá trời luôn. Ôm hung liêu hung lịa chứ nha. Nhỏ kia xô ra quá trời, nhào vô nhào 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 vô ôm hung trời. Xong nó ôm hung còn đẹ nhỏ nít 4 tuổi nữa chứ. Mà biết cái gì đâu mà nó làm theo trong phim. Thấy phim mới bị làm theo, thấy chưa? Mình nhìn chỗ này thì mình nói ô, thì ra là con nít bây giờ nó phát triển sớm là do ngay cái chỗ nó coi phim. Coi phim nó học theo, thì thấy chưa? Nên bây giờ là con trai là ở bên đây, con gái là ở bên kia. Đứa con gái nào mà không chịu ở bên kia là cho đi về. Những đứa nó kinh nghiệm là đứa nào mà nó không chịu ở bên kia là nhỏ con gái này có vấn đề. Mười mấy tuổi mà có vấn đề, phái trai. Nó không chịu ở bên kia chạy qua anh đây. Trọc kinh nghiệm mà chờ. Nên từ nơi đó phải giải quyết thẳng là con gái bên kia, con trai bên đây. Nó vậy đó. Còn thứ bảy cũng không cho qua bên kia luôn. Qua bên kia cái là mầm móng à. Thà cấm cung luôn, bên nào ra bên ấy. Lớp đạo làm con bên kia ra bên kia luôn vậy đó. Vậy đó mà xong mùa hè là có kết quả. Năm nay là đưa lên kế hoạch mà dạy mấy đứa nhỏ này phải nghiêm khắc. Cũng cực mấy mùa hè. Những đức thì đưa lên tư tưởng là mấy ông thầy mấy mùa hè xong ông nào ông nấy. Bận đêm canh đó đó quý vị. Trời, con trai không có vậy đâu quý vị vô. Trai không vậy chứ khó không có dẫn đâu nghe. Con gái gì mà biết sợ nghe quý vị. Con gái ví dụ như dễ là gì? Cái cho ăn một chút, thương một chút, nó ngọt một chút. Rồi, chịu nghe lắm nghe. Con gái ngộ, mồi mà ăn được chút định là thích rồi. Vậy đó, mà con trai là không có dễ nghe. Ngộ vậy đó, nó quậy. Nó leo gào, đồ, nó leo tường, đồ, nó nhảy, đồ, thì ghê lắm. Nên mấy ông thầy, mấy giờ nó tụi nó ngủ, không phải đứng, không canh. Có nhiều ông thầy ông đứng làm nè. Khi ổng đi ngủ thì nó đi. Ông chịu đâu có nổi với nó. Ổng canh giỏi lắm tới 11 giờ thôi thì ổng mệt quá ông đi ngủ. Thì lúc đó ông ngủ thẳng cẳng nó thào nó đi. Nó cũng khôn ghê lắm quý vị, quý vị. Nó nên từ nơi đó mà toàn phải chia ra đó. Nói vậy thấy không, kệ đi. Con nít cũng như là mầm non của đất nước mà. Mình đào tạo được một đứa có tư tưởng nó cũng ngon lắm quý vị. Mình làm hết lòng mình thôi. Nên nhiều người làm cha làm mẹ mà mùa hè người ta đưa con người ta giấu dữ lắm. Nó năm nay là con gái bên kia, con trai bên đây. Mà bên đây năm nay nó rộng nè. Nó rộng, nhà xong hết trơn rồi. Nó chừng một dãy khu, một khu cho nó ở là y. Nó ở, hiểu không? Thôi kệ, mình gầy dựng cho con mình quý vị. Những đức nói bây giờ quý vị làm cha làm mẹ ngoài đời, bây giờ quý vị dạy con bị khó lắm. Bây giờ quý vị đeo cho nó dạy rồi làm ăn sao đây? Cuộc sống sao đây của gia đình chợ chợ? Nó bây giờ mình cái kinh tế mình giờ khó lắm quý vị. Thấy chưa? Biết mà. Nên chùa chiền mà gì mình thấy Phật tử người ta cũng mộ đạo lắm. Về nó mới đường gì. Những đức nói cái ngôi chùa gì là do Phật tử mộ đạo mà ra. Chứ Phật tử người ta không mộ đạo, lấy cái gì mấy ông thầy tiền đó mà xây. Ông thầy làm ăn cái gì mà có tiền mà đi xây dựng. Hiểu chưa? Từ nơi cái miệng như đức thuyết pháp vậy mà người ta cũng mở cái tâm ta dữ lắm.
Có nhiều cô nó công nhận luôn, tôi con nói thầy công nhận thầy cỡ mở tâm tư con. Ngày xưa con đi đến chùa con nói thiệt với thầy chứ con cứ nghĩ Phật là xài tiền lẻ. Con nghĩ vậy không đó thầy, mà quý vị phải là nhiều người ngồi trong đây quý vị công nhận lúc chúng ta mới biết chùa không? Mình mới đi chùa mà 10, 14, 15, 29, 30 rồi quý vị thấy công nhận không? Mình đi chùa là đa phần mình kiếm tiền lẻ mình đưa cho Phật không? Ngàn, hai ngàn được, bữa nào mà 50 ngàn mình nói hôm nay Phật nhịn bữa khỏi cúng luôn. Ờ quý vị, mình nghĩ rằng mình bỏ thùng tam bảo là mất tiêu rồi, không có được cái gì đâu. Nên á, mình không có bỏ vô, mình tiếc tiền cái lắm quý vị. Nhưng mà nhờ nghe đạo mình mới mở được cái tâm mình ra đó quý vị. Những đứa nói mình như chùa chiền mình mà về đây, nhưng mà khi mà thùng tam bảo đem ra những đứa thét mà người ta cúng 500 ngàn được không? Nhiều thế ghê. Thế rõ ràng luôn á. Tại vì sao? Vì những đứa giảng người ta nghe người ta hiểu. Chứ không phải chùa nào cũng được vậy đâu quý vị. À, như thí dụ như bên Đại Tùng Lâm được khách hành hương người ta mà Tết y đó. Tao đem ra bao bao tiền mà toàn giấy 1 ngàn, 2 ngàn thôi. Mấy ông thầy mấy ông ngồi ông điếm vậy nè. Không có đơn giản đâu quý vị, tiền lẻ mà điếm cậu là cậu điếm chua ăn lắm á điếm. Đưa hòa thượng nguyên một bịch bự thiệt là bự, hòa thượng hỏi nhiêu con. Nói dạ được có mấy chục triệu hòa thượng. Ừ mấy chục triệu nguyên bao bự dữ con. 1 ngàn, 2 ngàn không hòa thượng ơi. Thấy không? Hành hương tao đâu biết tu đâu. Tao đi vòng vòng bỏ 1 ngàn, 2 ngàn như kết duyên vậy, hiểu không? Nhưng mà cái tiền đó là cái tiền không có đơn giản. Cái tiền nó gọi là tiền chùa mà gọi là thập phương bá tính, hiểu không? Nên cái của trong ngôi tam bảo là nó ruộng phước điền lớn lắm. Chỉ cái người trong chùa nó sử dụng cái của chùa đúng. Nếu như mà cái của tam bảo mà mình đem về nhà mình sử dụng là quý vị tiêu. Những đức nói quý vị bị tiêu chắc chắn quý vị luôn, không có thể nào mà quý vị sống nổi đâu. Thì của tam bảo, của tam bảo chỉ được cái người xuất gia ở trong chùa người ta mới sử dụng cái của tam bảo thôi. Tại vì sao? Người xuất gia là đệ tử của Phật mà ta cúng dường trong 3 ngôi báo Phật Pháp Tăng, trong đó có Tăng Bảo. Quý vị coi bây giờ Tăng người ta tu như thế nào, nhưng cái hình tướng của Tăng thì mới còn rồi 3 ngôi báo. Nếu như bỏ hình tướng của Tăng giống như một cái kiền 3 chân, quý vị chặt một chân nó đứng được không? Quý vị thấy cái lư hương 3 chân không? Chặt một chân thì sao đứng? Nên ngôi tam bảo là phải có Tăng, nó phải có Tăng Bảo. Nếu bỏ Tăng thì làm sao mà còn 3 ngôi báo? Phật Pháp Tăng mà cư sĩ cũng là Tăng, nhưng hình tướng của Tăng ở trong tam bảo là đầu trọc. Hiểu không? Đó. Nên của tam bảo không có ai dám đem về nhà mình xài cá nhân hết chứ. Hiểu không? Từ khi là trong ngôi tam bảo cho mình, trong ngôi tam bảo đưa mình, thì đúng là cái phước quý vị lớn đó. Hiểu không? Tại vì mình đâu có ăn cắp, mà người ta tặng mình gọi là lộc chùa, lộc tam bảo, đúng không? Còn nếu như của tam bảo mà người ta dám vô ăn trộm ăn cắp là kẹt lắm á. Những đức nói á, ngài Hoàng Niệm Tổ ngài á hội tập cái quyển chú giải kinh vô lượng thọ, ngài có nói một câu: người mà ăn cắp của tam bảo á, cái tội này Phật còn khó cứu hơn là cái tạo tội ngũ nghịch. Trong 5 cái tội ở trong nhà Phật dạy á, đó là giết cha giết mẹ, không? Rồi giết bậc A La Hán là giết thầy đó. Rồi phá hoại hợp tăng làm thân Phật ra máu. 5 cái tội này gọi là ngũ nghịch trọng tội. Chỉ cần phạm một tội này thôi, trong 5 tội chỉ cần phạm một tội thôi là người này đọa địa ngục không có ngày ra. Như cái thằng đó nó chặt đầu mẹ nó đó là nó phạm một cái tội trong ngũ nghịch rồi đó. Vì thấy không? Nó phạm một tội trong ngũ nghịch. Rồi có người này giết thầy là phạm một tội trong ngũ nghịch, thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà ngài Hoàng Niệm Tổ ngài khuyên dịch rằng là cái người mà ăn cắp của tam bảo Phật khó cứu hơn người tạo tội ngũ nghịch. Vì của tam bảo gọi là thập phương bá tính. Phật Pháp Tăng là đại diện cho tặng hư không khắp pháp giới. Thí dụ như bây giờ quý vị lỡ ăn cắp của một thôn, một thôn thí dụ như cái quỹ của một thôn, vì chiếm cái quỹ đó xài là quý vị trả nợ cho một thôn. Quý vị nghe này quý vị mới hiểu được cái nhân quả kinh khủng này. Đó, thí dụ như quý vị làm thôn, quý vị người ta góp tiền vô tiền cái thôn này, bị lấy của thôn này bị xài cho gia đình, vì một phần nào là quý vị trả nợ cho một thôn. Thôn đó thí dụ như 1.000 người bị trả cho 1.000 người,
phải trả cho 1.000 người này, nợ 1.000 người. Kinh chứ, nghe rồi mới thấy ghê. Bởi vì nếu như con cái mình mà được dạy sau này, con cái mình có làm chức phận cũng không dám. Tại vì cái này không dám thiệt, thật sự luôn. Nó, nếu như bây giờ mình làm xã, hiểu không? Như ông chủ tịch xã đi, mà bây giờ ông chủ tịch xã này ông lấy tiền của cái xã đó mà ta gom góp lại, ông lấy một chút xài, thì ông thiếu nợ một xã. Nếu ông này là huyện thì ông lấy tiền huyện chút đó là trả cho một huyện. Huyện đó bao nhiêu con người, ông phải thiếu nợ đó. Tỉnh thì cứ năng lên. Tới nước, tiền của công của đất nước mà chiếm thì trả cho một nước. Còn tam bảo là gì? Là bao gồm hết chân luôn, tặng hư không khắp pháp giới luôn, gọi là tam bảo. Nên lấy tiền của tam bảo thì trả nợ cho tam bảo. Khó cứu là như vậy quý vị à. Kinh lắm. Cái nhân quả nó đáng sợ lắm. Nhưng Đức nó nói gì mà trong đây mà chỉ cần có một anh ăn trộm trong đây thôi, vô đây bận bộ đồ lam lên mà canh túi của người ta đó, chỉ cần nghe thôi, những Đức nói chắc anh sức mọi hột luôn. Nó thật sự luôn á, không ai dám đâu quý vị à. Thật sự mà nó lấy một chút tiền đó mà nói về cái việc mà trả nợ này ghê quá. Nó phải mở rộng ra đi, cái nợ đó là ăn cắp của tam bảo đó. Nên tiếc đó người ta về đây tu một cách một đông ghế không dám lụm. Vậy thì sao? Ăn cắp của tam bảo thì tội nặng không tưởng tượng được. Vậy thì cúng dường tam bảo, quý vị nghĩ thù thắng thế nào chưa? Đi về chùa quý vị được cái lợi ích cúng dường tam bảo, mà ngay cái ngôi chùa mà tam bảo thịnh nữa. Quý vị biết cái tam bảo thịnh này là cái thịnh gì không? Thịnh pháp. Thịnh pháp á, mới gọi là thịnh. Mà cái pháp tại sao gọi là thịnh pháp? Cái pháp mà Phật quyền ký, mà Đức Phật quyền ký thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu. Mà ngôi tam bảo ở đây hòa thượng xây dựng lên mà lại là một cái điểm đạo tràng chuyên tu niệm Phật, đúng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu. Thì Đức Phật cho người ta niệm Phật thì ngôi tam bảo ở đây gọi là đang thịnh pháp. Mà lại nuôi nhiều người già, mà nhiều Phật tử thập phương về để mà ở ngôi tam bảo này tu nữa, thì quý vị nghĩ đúng là nơi này thịnh pháp mà đủ duyên với con người, đúng không? Thì mình đi về ngôi chùa này mà mình thấy hòa thượng đang xây chùa vậy, mà mình cúng dường vô cái ngôi tam bảo này cho hòa thượng xây đó, là mình biết trồng cái hạt giống vào mảnh đất phù sa. Ví dụ cái ngôi tam bảo chỉ có 3 người ở, họ không làm Phật sự gì, thì quý vị cúng dường cho họ đủ ăn 3 người thôi, đúng không? Chùa họ cũng không cần xây lớn quá, tại vì họ chỉ có 3 người, mà chùa xây lớn quá ai quét? Cực không? Tội nghiệp với thầy. Thế tội nghiệp với thầy. Nói khéo. Rất tội nghiệp với thầy vì có 3 người. Tại vì bắt buộc người ta cúng dường nhiều quá, với thầy phải xây chùa cho bự, nhưng với thầy cực. Thì mình đem lại mình cúng gì, mình làm cho quý thầy cực, tội nghiệp với thầy. Hiểu chưa? Còn chùa này đông người, mình cúng cho hòa thượng xây bự không sao, vì quý thầy đỡ cực là vì đông người chia biệt chia việc đủ à. Hiểu không? Đó. Nói rất là có lý nha quý vị. Ngộ ghê á, nói sao có lý ngộ á. Hiểu không? Thì từ nơi đó ở đây nè, đông người, mà duyên ở đây đang thịnh. Thịnh duyên rồi mọi mặt đều thịnh. Vậy thì bây giờ mình đem cái hạt giống này mà mình bỏ vô thùng tam bảo này, mình cúng dường tam bảo. Hiểu không? Hoặc mình đưa hòa thượng cúng dường cho hòa thượng, đó là tam bảo, cũng là tam bảo luôn. Đưa hòa thượng, dạ thưa hòa thượng, con xin cúng dường một ly một lai để cho hòa thượng xây chùa cúng dường tam bảo, đưa cho hòa thượng đại diện nhận cho con. Hiểu không? Đó, chứ không phải nói là dạ thưa hòa thượng con xin cúng dường cho hòa thượng, không, không phải. Mà là con xin đưa hòa thượng đại diện tam bảo cúng dường, con cúng dường tam bảo, hòa thượng nhận cho con. Đó là mình cúng dường tam bảo. Nếu như thí dụ như những đức hay hòa thượng làm sai đó là chịu trách nhiệm. Nhưng quý vị cúng là cúng tam bảo. Nhưng mà bây giờ chùa này đang nuôi bao nhiêu con người thì xây chùa chứ làm gì? Không, những đức với hòa thượng đâu có đi vũ trường chơi đâu. Đúng không? Đâu có đi đâu chơi được đâu. Bây giờ mới lại mang cái đầu chọc này đi chơi. Ngày xưa ở ngoài đời mà còn chạy xe lạng lạng đi tìm mấy em được này kia. Còn bây giờ mình đã đâu đi đâu được nữa đâu. Đi ra chợ đã không dám bước xuống rồi. Thấy nó khác người ta quá, không có đi xuống làm gì. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mở chùa, có mở chùa thì lo cho người trong chùa chứ sao. Nên phải hợp chủ nhật như Đức giảng đấy chứ. Mình là thầy chùa, thầy chùa thì ở trong chùa.
Nếu đi ngoài đời gọi là thầy đờ, đi cúng thì thầy cúng, còn ở cốc là thầy cốc. Thầy cốc chút xíu xíu à, thầy cốc một chút xíu, thầy ở trong cốc thì gọi là thầy cốc. Chứ sao gọi là thầy chùa? Thầy ở trong cốc mà sao gọi là thầy chùa? Thầy cốc. Thầy chuyên đi cúng gọi là thầy cúng, đúng không? Nó thầy nghi lễ là thầy nghi lễ, còn những đức phái ở chùa là kêu những đức thầy chùa là đúng. Thầy chùa, đúng không? Đó, nó vui vui mà nó cũng tiếu, hiểu không? Nên từ nó đó đây nó đang thịnh nè. Nó đang thịnh như vậy là mảnh đất ở đây nó đang phù sa quá, tốt quá. Mảnh đất màu mỡ. Mà mình biết bây giờ mình muốn trồng hạt giống thì phải lựa đất tốt để trồng, hiểu chưa? Mình cúng dường phải có trí tuệ chứ. Mình nhìn người ta đang nuôi bao nhiêu người già, bao nhiêu Phật sự đang làm. Nói đây không phải để làm cho quý vị mà nặng gánh làm gì. Những đức đang giảng cái gì, đến chùa được lợi ích gì mà. Thì tôi mới nói cái vụ này. Quý vị bây giờ không lẽ đi đến chùa đây tu mấy ngày rồi xong là này kia thì nó lợi ích rồi. Nhưng mà nó lợi ích gì cái chuyện, cái công mình cực khổ tạo ra tiền phải bỏ đâu cho nó đúng. Nó phải đặc biệt chứ. Hiểu không? Nó phải bỏ đúng chỗ. Bây giờ mình nói ví dụ như mình đã từng suy nghĩ bây giờ tiền này toàn bộ để cho con. Nhưng bây giờ mình nghe đạo mình có suy nghĩ khác lên liền. Mình nhìn những đứa con mình toàn là cái thùng bị hư đứt thùng không. Con mình nó không có đặc biệt. Bây giờ thí dụ như cái phước quý vị là một cái lu, mà con quý vị là cái phước là một cái ly. Những đức nói bây giờ quý vị đem tất cả cái phước của cái lu đổ vô cái ly được không? Quý vị đem nước trong lu đổ vô ly được không? Bây giờ nó đủ thì đủ cái ly à, tại vì cái tâm nó là một cái ly. Còn cái tâm quý vị là cái lu, nên quý vị chỉ cần cho nó đúng cái ly thôi. Còn dư bao nhiêu đem vô Tam Bảo. Nó Tam Bảo đây nè, được nè. Đang xây chùa đưa cho hòa thượng á chắc ăn nhất luôn ha. Nó rồi cúng Tam Bảo này đây cũng mở thùng Tam Bảo đưa hòa thượng hết trơn. Những đức không có bao giờ dính dáng ở đây đâu. Nó chỉ cần có chùa thì những đức nuôi với bà già thôi. Những đức mà nuôi với bà già đố những đức thiếu tiền. Chắc chắn quý vị luôn, mấy bà già vậy chứ không đơn giản đâu. Trời ơi quý vị nghĩ à, mấy bà già bá kỹ lắm quý vị. Đừng có nói chuyện giỡn, bởi vì nhiều người đã nghĩ sai rồi. Ta nghĩ rằng nuôi người già, mấy bà già làm được gì. Trời ơi, xưa rồi. Quý vị hiểu sai quá rồi. Mấy bà già bà làm được chuyện dữ lắm đó, cho quý vị biết đó. Đừng có nói cái chuyện dẫn chơ à. Nhiều người trẻ chưa chắc bằng bà già. Đây nuôi người già kinh nghiệm nè. Giờ quý vị coi, sáng quý vị mà chỉ cần qua đây tùng lâm, quý vị xem xét đi. Nguyên một vàng mấy bà già đi làm gì? Chùa sạch bóng không có cái lá cây. Mấy bà già không đó. Rồi bà lên chánh điện tu ngày 4 thờ, người ta nhìn một cái người ta cúng dường. Vì coi nếu mà người ta vô chùa thấy chùa vắng tanh như chùa Bà Đanh, không ai cúng, không ai tu hết trơn, cái chánh điện lạnh tanh, vì thấy cái chùa ra cái gì, đúng không? Mà mấy bà già mới tu 4 thờ, trẻ sao lên tu 4 thờ được? Đúng là nuôi người già là số 1. Đúng không? Nên những đức nói quý thầy mà nghe được, quý thầy phát tâm nuôi người già đi. Những đức nói thiệt đó, mình mà làm được việc này mà ngộ nghe, nuôi người già là thành thiết pháp liền. Tại vì sao bà ngồi? Cái bà già bà ngồi bà nghe mình nói chuyện. Trẻ có khi người ta đứng lên người ta đi nghe. Mà già ngồi hoài vậy đó. Bà ngồi hoài, bà ngồi làm nè. Tội nghiệp lắm. Khi mình nói chuyện mình nhìn mấy bà cụ già tội nghiệp ghê, chào bà ngồi bà làm nè. Mình nhờ vậy mà bà luyện mình. Những đức do nuôi mấy bà già đó mà bây giờ lên đài là thấy chưa. Nói chuyện lão luyện luôn là vì nhờ mấy bà già. Rồi thêm ngồi chơi với mấy bà kể chuyện cho mình nghe. Bà già bà kể chuyện mình nghe. Bà kể ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa có con mẹ bán dưa. Bà kể trời, bà kể quá trời luôn. Kể tá lả chứ. Còn kể ngày xưa bà sanh đẻ sao. Quý vị biết gì sao mà có nhiều người ta nói sao không? Ông thầy này cái gì ông cũng biết hết trơn. Trời, có những chuyện mà thật sự mình là phụ nữ mà mình chưa gạch bằng ổng, sao cái gì ông cũng biết. Nuôi người già. Bây giờ quý vị coi, những đức năm nay 42 tuổi. Bà già 80 tuổi, bà nói 80 năm cuộc đời cho những đức nghe. Quý vị nghĩ những đức làm sao? Mà bao nhiêu trăm bà già bà nói những đức nghe, mỗi bàn câu chuyện câu chuyện. Nên những đức từng cô động cái bài học của chúng ta là gì? Nuôi người già là một trường đại học tổng hợp, phải không? Quý vị ngoài đời quý vị đi học giỏi là một khoa học nào thôi, một cái khóa học nào thôi, chứ quý vị không thể nào học một khóa học 100 năm cuộc đời người ta đâu. Nhưng mà những đức nuôi người già là những đức sẽ tìm hiểu ra bà già này
đau từ bà già này mà ra. Đừng có nói chuyện quý vị biết người già là cái của báo vô giá đó. Mình đào từ bả ra rồi mình sẽ nhìn ra một đời người. Mình chưa đến một đời người mà mình đã nhìn ra đời người rồi. Những đứa đã từng cô động tất cả những người già lại, những đứa hỏi hết tất cả việc trong 100 bà già để đưa ra một kết luận của đời người. Thì những đứa hỏi xong hết trơn, tổng kết lại xong, đưa lên một tư tưởng rằng xin thưa với các cụ. Nha. Hiểu không? Đời của các cụ nếu nói về khổ và vui mà để lên bàn cân thì cái đầu tiên là vui nhiều, có ai đưa tay lên không? Không. Trời ơi trời, 100 bà già có ai vui nhiều trong cuộc đời mình không? Đưa tay lên coi. Không. Không, 100 bà không có bà nào chứ trời. Vậy thì khỏi cần hỏi cái khổ, biết rồi. Chứ cần hỏi câu đầu tiên là có ai trong cuộc đời vui nhiều hơn khổ không? Đưa tay lên coi. Thì không ai đưa tay lên. Vậy là mình biết rằng là nếu hỏi gì khổ thì ai cũng đưa tay rồi. Thấy chưa quý vị? Đó, đó là cô động 100 người già hỏi tư tưởng họ, đa phần khổ hết. Vậy thì mình đã hiểu được một đời có người. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói để mà dẫn dụ chúng ta về cực lạc: ta bà khổ, khổ không thì nào nói hết. Thấy chưa? Khổ không thể nào nói hết. Nếu như mà giảng pháp mà không nói cái khổ của nhân sinh, làm sao có bài pháp? Cái khổ là nguồn gốc đi đi đến niềm vui đó quý vị. Nên bài pháp nào cũng phải có cái khổ, dù vui cỡ nào cũng phải nói về cái khổ để lót nền rồi mới tiến đến niềm vui. Đó quý vị coi. Nên đa phần là khổ quá trời khổ. Nó vui thì không có được bao nhiêu. Nên nói là ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết. Thấy chưa? Nó rồi Đức Phật đưa mình một tư tưởng để mình đến cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bàn. Đó, thấy chưa? Hiểu không? Đó, để cho mình nhận thức rằng cõi đời này quá khổ, cực lạc thì quá vui. Vậy thì mình muốn đi đến cái cảnh vui, vui mà không già. Vui mà không già nghe cụ. Nó cụ nhớ không? Ngày nào, một ngày nào đó cụ đã từng nhớ. Cụ là một người con gái trẻ có mái tóc dài, cười một cái là 32 cái răng trắng tướng. Ngồi ngay cái bờ sông, ngồi ngay bờ sông mỗi buổi chiều tắm, tóc dài tha thứ, cầm cái đuôi tóc vũ vũ chải tóc, hiểu chưa? Bao nhiêu chàng trai đi ngang cái cầu khỉ mà bị té. Tại vì sao? Vì cô gái này đẹp quá, quá đẹp. Nên chàng trai đi ngang cái cầu khỉ nhìn cô gái này mà dắp chân gớt xuống sông chụm chụm. Rồi bà cụ bà kể: thầy biết không, con ngày xưa đẹp lắm, chồng của con ổng té xe đạp vì con hoài đó thầy. Mỗi lần buổi chiều con ngồi trên bờ sông tắm chải tóc, chồng con chải xe đạp, ổng nhìn con mà lọt xuống sông hoài. À, thấy chưa? Nà. Nhưng xong bắt đầu là những ngày tháng đi qua, bây giờ nhìn lại tóc đâu rồi, mái tóc đã bạc phơ, những chiếc răng năm nào bây giờ đâu rồi, nó đã rụng hết rồi. Hiểu chưa? Nó vô thường đấy chứ. Cái da mặt hôm nào mà bao nhiêu chàng trai muốn nựng. Thì hôm nay con soi gương con thấy toàn chỗ đồ mồi không. Xịp ly lại. Không, bây giờ tất cả các cô bốn mấy năm mươi tuổi, cô thấy rõ ràng đúng không? Mình bản thân mình biết nó lão quá mà, đúng không? Ngày xưa mình còn trẻ mình thấy nõn nà đẹp đúng không? Nhưng mà bây giờ vì thấy nó lão quá chưa? Nói mà mình nhìn vào cái da mặt mình đã biết da mặt mình nó cứng rồi. Nó dai. Nó dai mà. Mà lúc mình còn trẻ da mặt mình mềm lắm nghe, đúng không? Đó. Tại vì thật sự mà nói mình đi tu mình cũng biết quý vị. Ngày xưa ngoài đời mình biết rồi. Bây giờ mình mới kinh nghiệm được. Chứ nếu mà đi tu từ nhỏ không biết cái gì cũng không giải thích được cái này đâu. Hiểu không? Nó
Nên từ nơi đó mà mấy chú trẻ trẻ vô chùa mà không biết một cái gì là phải gặp những đức. Tại vì ông không biết cái gì, mình phải giải thích cho ông nghe mới tu được. Chứ giờ không ai giải thích cho ông nghe là ông mù mờ á. Cái kiểu mà bây giờ mà mấy chú trẻ trẻ ở chùa mình tu không tu chứ cũng dễ thương nhìn hiền. Bây giờ mà lễ lòng gì mà Phật tử về nhiều đứa gái nhỏ nhỏ nó về tung tăng á. Nó gặp ông nó kêu: "Chú, con trẻ mà đi tu sớm vậy chú. Cuộc đời còn nhiều niềm vui lắm mà chú." Trời ơi, lễ xong rồi ông nào ông nấy khờ hết chứ. Nên nó thiệt luôn, nó lễ xong mà khờ hết chứ. Tại vì sao? Nó đưa vô tâm ổng. Thì bây giờ tu trong cái cảnh trần mà bây giờ ta về ào ào cái này, nhiều cô cũng dẫn mà con cháu nhỏ nhỏ mười mấy tuổi đến đây nè. Nó bây giờ nó giỡn lắm, nó đưa giỡn nó chợ. Rồi nó thích chạy tới mấy chú làm việc chung. Nó chọc mấy chú, nó chọc này kia, nó giỡn cái này kia, rồi giết chú nào chú nấy. Qua lễ là mặt mày khờ cái chứ nè. Tội nghiệp ghê luôn á. Tại vì chưa hiểu cái gì chứ. Có khi cứ ngồi mộng mơ không biết nó là cái gì. Mà coi cái bộ phim mà có cái câu chuyện mà cái chú tiểu mà từ trên núi chứ chưa xuống cái tự nhiên gặp cô gái đẹp cô nhìn quá trời nhìn. Cái đầu quay qua hỏi thầy: "Thầy ơi thầy, nó là cái gì vậy thầy?" Ông thầy nói: "Ê, con cọp đó, con cọp đó, cọp đó nghe." Không dạy cái đó bởi vì rớt chú tiểu. Không giải thích nên dạy cái đó mới rớt chú tiểu. Tại chú tiểu ông thấy, ông năm nói: "Cọp gì mà đẹp với con phái con cọp đó." Ông thầy ông nói cọp, ông nghĩ là cọp là chú tiểu sợ. Nhưng mà chú tiểu này nó thấy con cọp gì mà đẹp dữ cái trời. Từ xưa giờ chưa bao giờ từng thấy con cọp gì mà ngộ ghê. Nên chú tiểu ông nói là con phái con cọp đó. Hiểu không? Nên cuối cùng ông mới tò mò đi tìm con cọp, thấy chưa? Nên bây giờ đời của những đức là dạy mấy chú này rõ ràng luôn, phân tách kỹ lưỡng đàng hoàng cho nghe, chứ không phải nói cọp nữa. Cọp nó nói cọp gì đâu mà dễ thương, cọp cười hoài vậy, hiểu không? Nó cọp gì mà cười vui vẻ mà dễ thương ghê luôn. Nên chú tiểu nói là thầy ơi con phái con cọp đó. Cuối cùng tìm cọp nó thấy mà coi bộ phim nó rõ ràng đúng không? Rớt nó. Nên từ nơi đó mà mấy chú vô là phải gặp được những đức người đã từng trải đời, hiểu nhiều chuyện, giải thích cho mấy ông nghe rõ ràng. Niềm vui như vậy mà nó vui nhất thời lắm. Cái niềm vui trong đạo này nó mà là vui có ý nghĩa nè. Mà mình đã chọn rồi thì mình phải cố gắng mình đi, thấy không? Chứ không phải là kêu mấy chú mấy ổng mà gọi là gặp mấy ổng chúng trốn đồ, trốn là nó rớt. Mà thường nó bị tấn công kỳ cục vậy đó nghe. Mình nhát là tấn công tới bến luôn à. Nhưng Đức thấy rõ ràng luôn, nhiều chú nhỏ nhỏ trong chùa nhát á, mấy đứa nhỏ nhỏ vô nó tu nó tấn công quá trời luôn. Chọc ghẹo nó vừa cũng chạy vui vui vậy đó. Ôi ôi nhiều đứa gái giờ nó quậy lắm nghe quý vị. Nó giỡn nó chọc ghẹo mấy chú mà mấy ông sợ không nhát chạy. Chạy xong rồi qua lễ mặt mày cứ ngồi đâu gì nữa quý vị. Nhà Đức lợi Đức làm nè. Nói sao kỳ chú, sao mà lễ lọc xong mà chú kỳ cục của nó. Dạ đâu có gì đâu thầy. Biết à, đâu có gì đâu thầy là biết. Nên quý vị biết rằng là nghe gì rồi thấy không? Thấy á, đi vô tới chùa tu cũng không đơn giản quý vị. Nên nếu mà ai vô chùa tu cũng đậu hết là ngon rồi đúng không? Nhưng rớt á, nhất là cái lễ lọc đông như này nè, là chùa rớt nhiều lắm. Nhưng mà nhờ chùa mình không có rớt là do nhờ Nhân Đức. Trước lễ là Nhân Đức ra giải quyết tư tưởng. Trước lễ là Nhà Đức nói lên tư tưởng hết trơn à, thấy không? Rồi lễ xong rồi Nhà Đức phải ngồi chung, nên Nhà Đức đâu có rảnh đâu quý vị. Lễ xong rồi tối lại là phải gặp từng ban bệ, nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi gym lớp mấy cô bên kia phải chọc cho cừ. Con gái mà nó không cừ nó không làm đâu quý vị. Nó ngộ vậy đó quý vị ơi. Quý vị là cũng là con gái quý vị biết mà. Quý vị mà bực bội lên đi, nhìn cái mặt như cái mền, cười gì dễ thương ghê luôn. Mà thử coi, bực bội lên cái phùng mang trợn mắt đó trời. Mà nói mà vậy nó phục vụ người ta sao được, hiểu chưa? Nên trước nhất là trước lễ phải nói chuyện, đưa lên tư tưởng này kia, vui phát tâm rồi ha. Lễ xong
hẹn khi lễ xong gặp nhau. Đó, từ nơi đó mà lễ xong phải gặp, nghe nói chuyện đồ này kia, chọc cho cừ cho vui. Rồi tự nhiên cái làm việc hoài làm biết mệt. Rồi gặp mấy chú riêng nữa nè, gặp tất cả ba đạo tràng gom mấy chú là hết. Rồi ngồi chung với mấy chú nói chuyện, rồi anh em ăn bánh uống nước đồ này kia. Mấy chú cũng vui, xong là tất cả những chuyện mệt mỏi quên mất tiêu chưa. Ừ, đó. Ví dụ như bây giờ trong nhà bếp làm việc vậy đó, bắt đầu là lễ xong hết trơn, cái bắt đầu là sao? Cái bữa mà cuối cùng là mấy chú buổi chiều nấu ăn giùm để cho tất cả các cô, buổi trưa nó ngủ luôn tới chiều, dưỡng sức nó lại, biết chưa. Tự nhiên gái mà thấy mình ưu ái, mấy cô gái mấy cô biết mà, hiểu không? Ưu ái mình đó là điều mình thích nhất luôn quý vị. Tại vì người nữ họ là một cái điểm nương tựa quý vị, họ thích được nương tựa. Mình chỉ cần là một điểm nương tựa bình an cho họ là tự nhiên họ thấy yên tâm. Đó, đó, nên ví dụ như bây giờ cỡ nào cũng phải quan tâm cho họ, nghĩ ngợi cho họ. Ví dụ như bên kia mà những lễ Quan Âm xong mà lúc nào như tối 19 mà lễ xong á, cái bữa mà lễ cuối cùng xong mệt vậy đó nghe, mà về thay đồ rồi xong hết trơn là qua bên mấy cô ăn cháo với nó, ngồi ăn cháo tí đi về nghỉ vậy đó mà nó vui lắm quý vị. Nên những Đức muốn nói những điều này đó cho các ông làm chồng mà. Mình đi đâu mình cũng phải biết ra lăng, hiểu chưa? Mình đàn ông mà, cái gia đình mình á, cái sự hạnh phúc của gia đình người vợ quan trọng lắm. Nó mà vui rồi cái gia đình cái gì cũng được tốt, cơm cũng là ngon. Nhưng nó mà bực bội lên là có cơm khét á, à, cơm khét đó. Nó mà vui là nồi bóng, mà nó mà buồn là nồi bể, nó đập nồi cho mà biết. À, nói không? Ví dụ như họ mà vui, họ thương mình rồi, cái gì họ cũng tỉ mỉ, họ giữ gìn. Nhưng nó mà ghét rồi là nó đem nó phá. Nên mình đàn ông mà cái ra lăng này phải nhận thức được. Đừng có làm cho người đàn bà săn hẳn lên, nguy hiểm vô cùng. Tại vì sao? Thí dụ như bây giờ vợ mình ở nhà đi, nó sản xuất ra con, sản xuất con mà. Mà nếu như mà một người đàn bà này mà không vui thì nó sản xuất ra rắn, con rắn. Chứ sao? Săn si mà quý vị. Nên ăn tổ nghe nói là người phụ nữ cầm đất nước hơn phân nửa. Nên dạy phụ nữ là việc cực kỳ quan trọng. Một người phụ nữ mà thiện tâm thì sanh ra thiện. Con rồng sanh rồng mà con rắn sanh rắn, quý vị nhớ nha. Người phụ nữ mà không được dạy là sanh con có hung dữ bạo ngược. Mà khi nó mang thai mà nó săn si lên cái nữa thì nó sanh con ra mặt mếm sợm, méo xẹo, hiểu không? Nên từ nơi đó mình là người đàn ông, mình thương vợ mình phải hiểu. Vậy thì mình giữ được một gia đình rất là hạnh phúc. Chứ đừng có nói rằng vợ chồng rồi bỏ đại bỏ càng, giết cái chừng mắt vợ luôn. À, nhất là bây giờ cái xã hội bây giờ mà phát triển nè, đi làm đồ nó phương tiện nhiều quá. Mình phải kỹ cái việc điện thoại nè. Vợ mình nó cầm điện thoại khi nhắn tin tầm bậy, nhắn giết dính luôn. Bây giờ điện thoại có hình mà, nói chuyện điện thoại nó coi hình, trao đổi qua lại giết dính. Nên cái đặc biệt nhất người phụ nữ ngày xưa là gì? Người ta không có đi kiếm tiền nhiều nên người ta mới hạnh phúc gia đình. Còn người vợ bây giờ là đi kiếm tiền nhiều quá nên đụng tới nó cái nó đi luôn, vì nó giao thiệp được rất nhiều bạn bè. Nên bây giờ mà nói đến là chia tay. Còn phụ nữ ngày xưa có đánh họ, họ không bỏ nhà. Nhưng có biết đường đâu đi mà bỏ nhà, đúng không? Rất là xác thực luôn quý vị. À, nên á, chùa mình mà các cô chùa mình á, nó sống ở trong chùa mình 7-8 năm trời nó không đi đâu được. Nó không có đi đâu chứ mà nó vui là vì sao vậy? Không, những Đức đã biết được cái tính người phụ nữ, đừng có cho họ biết cái gì chứ. À, đừng có cho họ biết gì chứ ha. Cứ là gì có đồ ăn cho họ ăn ngon là được rồi. À, phải ăn dụng ăn vàng. Nuôi người nữ mình biết mà, ăn dụng ăn vàng nè. Nè, ăn cái này ăn kia nè, cái gì đồ ngon cứ mua cho ăn đi, rồi cái gì mà đẹp đẹp mua cho đeo một chút, rồi đem cắt vậy đó mà phái. Không bao giờ cho rồi mà kêu trả lại để mua cái khác, không bao giờ chịu. Chỉ có thêm chứ không bao giờ bớt, 100% luôn quý vị, hiểu không? Nhưng mà cứ cho đi, đừng bao giờ đòi lại, cứ cho đi. Tuy là cắt đó vậy đó mà lại nặng tình, thấy không? Ghê không? Mà nặng tình với một người tu thì họ tu luôn, chứ nếu mình dụ dỗ họ là họ cũng khổ quý vị.
Nên từ nơi đó mà không biết cái gì, chứ 7-8 năm trời trong chùa mà sống càng vui. Thì thấy các cô chùa mình ai cũng vui vẻ, mặt mày sáng vô cùng luôn. Thì vì sao? Họ không có biết nhiều gì xã hội. Những đức đi đâu mới được đi, chứ những đức không đi là không cho đi đâu luôn quý vị. À, những đức chưa bao giờ mà giao các cô mình đi đâu mà không mà nói mà tùy tiện á quý vị. À, tại sao? Người xưa nói câu mà để con gái trong nhà như để hũ mắm trong nhà. Nó không giỡn đâu nghe quý vị. Vì mà bỏ đại bỏ càng cái chừng của ngày mình ôm lựu đạn đó, nó nổ cái bùm cái mà chết. Hiểu không? Bên hộ pháp là 70-80 cô, hiểu không? 70-80 hũ mắm. Hiểu không? Nếu như mà mình không khéo nó thành hũ mắm thiệt, nó thúi cả chùa. Đừng có nói chuyện giỡn nghe chợ. Mà khéo thì nó cũng thơm cả chùa. À, quý vị đi về chùa thì thấy mấy cô mình vui vẻ, nó lo lắng cho quý vị, thấy chưa? Ít có cái chuyện mà chị em mà cự lộn cự lạo quá đáng. Có chăm chích một hai câu, nhưng mà xong rồi thôi, không có dám. Những đức chỉ cần mà nhìn cái là sợ, không có dám đâu. Như vậy mới được đấy, chứ đừng có nói trời ơi, mình là người đàn ông mà nghe là nghe đúng nơi đúng chỗ. Chứ nếu như mà mình nghe tùy tiện người ta cũng khổ. Mấy đứa nó ngọt đó, nó ngọt nó dịu, mấy đứa kia bị khổ té tuốt. Nên mình là người đàn ông nó phải nhìn xa trông rộng, thì tự nhiên á, người ta đến với mình ta mới thấy yên tâm. Nên từ nơi đó mà chùa mình như bên đây nè, ở bên đây là cái nhân sự mà nữ phục vụ thiếu nè, còn ít, mới lập được khoảng 20 nè, mà sau này đây là đông dữ lắm nè. Nên những người nữ nào mà muốn tâm tu á, về chỗ này nè, chỗ này nè. Mà những đức thấy những quan cũng là người nghe lời những đức dữ lắm, quản lý được, thấy không? Nên từ nơi đó về ngay cái điểm này đặc biệt. Còn hộ pháp thì dư quá, đừng về hộ pháp nữa, cứ về đó tu này kia thôi, còn đừng có về ở đó mà xin tu luôn. Ở đây nè, nơi nào chúng sanh cần nơi đó chúng ta đến, hiểu không? Đó thì cái những đức thấy cái điểm này sau này phát triển mạnh dữ lắm. Nó người ta nó nhìn được cái thời cuộc, nhìn được thời vụ để mình sống, vậy thì đặc biệt quá. Những đức nói quý vị biết, quý vị coi tại sao mà lễ lọc những đức tổ chức 3-4 ngày liền đi. Người xưa ta nói câu kẻ biết thời mới là trang tính kiệt, thời cuộc thượng tiện làm tới luôn. À, làm tới luôn, thời cuộc thượng tiện, vừa thượng tiện về thời cuộc, vừa thượng tiện về sức khỏe. Những đức nếu mà những đức bước tới tuổi 50, lúc đó dù còn khỏe nhưng mà có khi làm không được như bây giờ. 50 tuổi mà lại một, mà 4 ngày cũng hơi chua. Giảng pháp một ngày 4 buổi cũng khó chứ không dễ đâu nghe. 50 tuổi á, tại vì đức đã từng thấy một người thầy, thời những đức tới tuổi những đức thầy làm quá trời luôn. Nhưng mà thầy bước đến tuổi 48 chứ 49 là tự nhiên thầy đi suốt liền, thấy chứ không có làm được như cái thời còn trẻ. Nên những đức bây giờ phải làm vượt trội thầy 3-4 lần. Tại vì những đức thấy ngày xưa thầy làm một lần, tới tuổi 48-49 thầy cũng không làm được. Bây giờ những đức phải nắm bắt cái thời cuộc, những đức phải làm 3-4 phần nữa để tới 48-49 nghỉ vẫn ngon. Hiểu không? Làm tới luôn. Nên bây giờ mà những đức nói là khóa tu quá gì, những đức ở một nơi những đức làm vậy đó, Phật tử nào ào ào gì vậy, thấy không? Mà đúng là cái duyên quan Thế Âm Bồ Tát nha. Nên những đức nói cái người mà tu tịnh độ là nhất định phải đi từ cái nguyện quán Thế Âm Bồ Tát, thì nhất định thì phát triển đặc biệt. Nên lễ viếng Bồ Tát quán Thế Âm bây giờ nhiều chùa nghe người ta đang tổ chức 2000 lại. Như lần này ngoài Phú Yên có một ngôi chùa tổ chức 2000 lại. Ông thầy ông nói một câu gì nè, ông thầy tuổi bằng như đức luôn. Ông nói một câu: tôi mà không tổ chức cho Phật tử Phú Yên này vô trong đó hết luôn. Ừ. Cuối cùng tổ chức 2000 lại ngoài đó luôn, Phật tử ngoài đó lại ngoài đó. Nó nói bây giờ cái nơi nào mà ông thầy tổ chức vị cứ ngoài đó lại đi. Cái động viên ông tại chùa mình đã đông rồi, hiểu chưa? Còn nếu quý vị vô được thì tùy quý vị. Còn nếu như quý vị thấy rằng mà mình tiện lợi ở đó thì mình lại ở đó. Thấy không? Đến mà nơi mà ông quý thầy mà chuyên nhất dạy mình tu niệm Phật, cầu sanh cực lạc, giảng đơn giản này kia được, thì tự nhiên mình hộ trì đi. Hộ trì cho thầy đó để phát triển cái chùa đó. Tam bảo là tam bảo chung, nơi nào phát triển mình mừng giùm địa phương đó có một ngôi chùa phát triển. Còn bây giờ ông thầy ông phát tâm lại 2000 lại mà mình đi vô đây hết trơn, ông có ai lại, ông phát tâm có một lần mà ông nghỉ. Hiểu chưa? Mình vừa phát tâm đến lại mà mình còn phải cúng dường cho thầy nữa. Thấy không? Để cho thầy phát tâm vui thì lễ luôn 2000 lại cho chúng sanh được nhờ. Nhà đức chia sẻ thật lòng đó quý vị. Hiểu không? Còn từ khi là nơi đó không có tổ chức thì mình vô đây, hoặc là những dịp khác mình vô đây.
Đó vậy thì quý vị đặc biệt quá. Nó bây giờ ngoài Phú Yên có ông thầy ông tổ chức 2.000 lại, còn ở Bình Thuận cũng có ông thầy tổ chức 2.000 lại. Nó có, tao thấy xuất hiện rồi, tao thấy chưa? Cái nền của mình đi mà bây giờ có nhiều người ta ban theo rồi đó. Người ta tưởng tao làm không được, bây giờ mình làm được, người ta làm liền, thấy chưa? Đó. Bây giờ quý thầy phải làm. Không làm bà cử đi ra đây hết á. Chứ sao? Những đức nói một câu mà những đức nói rằng là chùa nào Phật tử nào cũng vậy, chỉ cần lại Quan Âm Bồ Tát ở đây là cứ đi lên đây tu, cái chuyện đâu có lỗi, hiểu không? Tu mà sao có lỗi. Nên Phật tử ai người ta cũng đi đến đây ào ào. Bây giờ nơi đó phải tổ chức, mỗi điểm chùa phải tổ chức đi Phật tử ở đó. Quý vị cứ ganh tị, quý vị cứ nói một câu gì nè: thầy ơi, thầy cũng còn khỏe như thầy những đức, sao thầy không tổ chức 2.000 lại đi? Thầy tổ chức được, tại sao thầy không tổ chức? Thầy tổ chức chúng con lại đây lại, hiểu không? Để cho nhiều chùa tổ chức lên, chúng sanh được nhờ quý vị. Những đức, cái tâm những đức vậy quý vị hiểu rồi. Chứ mày ra đâu phải mình gom hết trơn đâu trời, hiểu không? Đó, nên mỗi một con người mình được đi về chùa gì nè, lợi ích lớn lắm. Khi một ngôi Tam Bảo mà dạy mình, cho mình nghe được tư tưởng giáo dục, rồi mình về đó tiếp tục mình nghe pháp mỗi ngày, mình tu hai thời sáng tối, mình tu hai thời sáng tối nghiêm túc đàng hoàng. Còn cái gia đình của mình có điều kiện mình hộ trì Tam Bảo đúng nơi đúng chỗ. Nhớ, hộ trì Tam Bảo là nhìn ra, chứ không phải là vì tình cảm mà hộ trì, không phải đâu. Không phải là tôi quý mến thầy, tôi thương thầy, thầy không hảo tướng, không có hô như thầy đức, rồi tôi thích ổng tôi hộ trì. Tầm bậy quá, nó phải dính cái chuyện đó. Dù ổng có đẹp cỡ nào đẹp đi, một ngày nào ổng cũng xấu à. Dạ mà, hiểu không? Miễn làm sao cái ngôi Tam Bảo đó dù hôi những đức cái chăng nữa, nhưng mà nó chịu nuôi người già. Xấu gì xấu mà miễn là nuôi người già được rồi, thương người là được rồi, thì mình hộ trì cho ổng. Quý vị thấy không? Ồ, xấu mà cũng bị chê. Đáng ta xấu rồi mà cứ chê hoài, hiểu không? Thí dụ đi, nên từ nó ra xấu thì xấu, nhưng mà biết tu, chịu tu, hộ trì. Mình hộ trì cái người tu mà. Mình về đây mình gặp cơ ngơ vậy, những đức nói làm đi. Những đức nói, những đức làm tớ luôn á. Nuôi người già là những đức nói rằng càng đông những đức càng thích. Nhưng mà các cụ chỉ cần về chịu tu đàng hoàng lo tu. Đã vô đây rồi các cụ ở nhà nói con cái hết. Bây giờ mẹ đi tu chiếc này là có đi không có về. Thôi. Mẹ nói thế ghê vậy mẹ. Đúng rồi. Bây giờ tao già mà đi tới lui chi nữa mày, hiểu không? Mày vô thăm tao thì được, mà vô không có mua cái gì cho tao nghe. Thầy nói rồi đó, đồ đạc bánh trái có mua vô thăm được rồi, trong đây thầy lo hết trơn, đầy đủ hết, hiểu không? Tại vì sao? Nếu bây giờ mà đồ đạc mà để cho con cái nó mua nó cho đó, thì nhiều bà già khác không được cho, ba buồn mới bị ô. Quý vị nghĩ đi, trời ơi, bây giờ con cũng là con mà con này mua cho, con kia nó chưa vô được, mấy bà già ba tuổi thăng, ba ngồi ba khóc. Con người ta mua đồ cho người ta thấy ham, con mình nó như mua vô mình, hay không? Vậy coi, cái đó là tác hại. Nên để cho những đức lo hết trơn, miễn sao mấy bà mập thôi. Quý vị coi, những đức nuôi mấy bà già mập lù luôn, không có bệnh đau gì bao nhiêu, khỏe re, mặt trắng tươi, da mặt còn đẹp con gái 18. Quý vị coi phải không? Trong chùa mình nói bà già đẹp không à. Mà tóc cái này vô là tháng những đức cạo không còn cộng. Cạo đầu đẹp lắm, ngộ vậy đó. Đầu méo sợ mà cạo gì. Hiểu không? Nên từ nơi đó miễn sao nhà đức nuôi khỏe, nuôi no đủ là được rồi, không có cần bận tâm đến chỗ đó, hay không? Nên nói với con cái rõ ràng, mẹ đi chuyến này không quay trở lại đâu, con cái cứ vô thăm, sau này mẹ chết là ở chùa. Nhiều bà già mới gặp như đức của nó ngộ lắm. Dạ thưa thầy, thầy có thể cho con gỡ thanh phận vào đây được không? Nhưng đức nói trời ơi, hồi đó 17, 18 sao không thấy gỡ thanh phận. Giờ 70, 80 tuổi mới chịu gỡ thanh phận. Nhưng đức nói được thôi. Gỡ vào đây đi, thấy không? Không mà nuôi bà già thấy thích lắm. Tại vì sao? Mấy bà già mà không có bầu. Hiểu chưa? Nuôi gái mình còn canh mình lo muốn làm chết. Chứ nuôi mấy bà già bỏ đại bỏ cà cũng không có bầu rồi.
câu chặt quý vị. Nói mắc cười nhưng mà nó thật thật là vậy mà. Mấy cô mà chừng năm mấy tuổi là yên tâm rồi, không sao, hiểu không? Chứ mấy bà mà 40 đồ trở lên là còn á, còn ớn mấy bà đó đúng không? Còn như bà cụ này sao có bộ à. Hiểu chưa? Nhà Đức nó nuôi người già là đúng bài bản luôn à. Hiểu không? Nó với một nữa là cái thế nuôi người già rất hay quý thầy. Quý thầy nên nuôi đi. Vì mà nuôi con nít á, từ thời gian nó còn nhỏ mà đến nó giảng sanh quá lâu. Mà nuôi bà già thì bà mau chết à. Chứ thì sao? Già rồi thì mau chết chứ sao quý vị? Cái thời gian mà kết luận cuộc đời nó mau hơn. Nên mình nuôi bà, mình luyện bà vài năm là bà giảng sanh. Hiểu không? Nó nên từ đó cái thế nuôi người già nó hay công nhận thiệt. Rất lợi ích. Nhưng mà bây giờ không có con gái trẻ cũng không được đâu mấy cục. Phải nhờ mấy nhỏ gái để nó tắm rửa cho các cụ khi bệnh đau, hoặc là tuổi già yếu ớt nhờ mấy nhóm gái nó tắm, thấy không? Nên những đứa không phải chịu khó, chịu khó để lo cho mấy nhóm gái, để mấy nhóm gái nó lo cho mấy bà già. Nên những đứa nói một câu rằng chỉ cần thương mấy bà già thì những đứa thương, còn không thương mấy bà già là những đứa quýnh. Chứ sao? Chỉ cần thương mấy bà già thôi là những đứa thương hết lòng hết dạ luôn đó, lo hết cái gì cũng lo chứ, thấy không? Thèm ăn gì cho ăn cái nấy à. Muốn ăn thịt tôi cắt thịt ăn luôn. Thương mấy bà già là được à, hiểu không? Mình thương mấy bà già mà, nó chỉ cần thương mấy bà già là được. Nhưng đó mấy nhỏ gái là cứ thương mấy bà cụ đi, có phước lớn dữ lắm. Chính cuộc đời như Đức là thay đổi số mệnh là từ thương người già mà ra, thấy không? Nên mình đi về cái ngôi Tam Bảo gì, quý vị thấy những Đức nói chuyện có gì cao sao không? Gần gũi đơn giản thôi mà đưa cho tư tưởng các cụ già ở đây nè. Nguyên một cái mùa lễ gì bị dẫn người ta đi đến đây nhiều người già nè, mà người ta nghe những đức gì là người ta có cái tâm mầm móng rồi đó. Đó, gây dựng cho người ta rồi đó. Đó là cái cách mà để cho nhiều người già ở đây nè suy nghĩ lại nè. Cả đời rồi, bây giờ đến lúc rồi các cụ phải đi vô chùa. Mà gặp ngay cái ngôi chùa này là hiếm lắm nghe. Mà gặp ngay ông thầy mà ông phát cái tâm nuôi người già gì khó tìm lắm. Thật sự mà nói nuôi người già cũng đâu có dễ, mà ông phát tâm ông nuôi là mình mừng rồi. Nó nên những đức chuẩn bị hết trơn. Các cụ vô đây á, quan tài có sẵn à. Vừa làm phòng hộ niệm là những đức xin hòa thượng cái phòng bự liền, để làm chi? Chứa quan tài. Chứa quan tài. Vì biết rằng trong cái phòng ngủ những đức á, có cái quan tài à. Những đức cái thường là cứ gảnh gảnh chui vô nằm chơi. Tại vì sao? Sớm muộn cũng vô đó à. Bây giờ những đức hỏi quý vị nè, cuộc đời chúng ta đắc đai cò bay thẳng cánh, tiền bạc danh tiếng lẫy lừng, quý vị chạy có nhanh cỡ nào, quý vị chạy đi đâu? Quý vị chạy đi đâu? Chạy vô quan tài, phải không? Từ xưa tới giờ bất cứ ông vua nào có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, ông cũng chạy vô quan tài à. Đắc đai quý vị có nhiều cỡ nào cũng chạy vô quan tài và chôn một mảnh đất rất nhỏ. Còn nếu như đi thiêu thì chỉ một hũ tro tàn rất nhỏ như này quý vị. Thật sự mà nói, cuộc đời mà nghĩ về vô thường hiểu rồi đó, tự nhiên đối với tiền bạc vật chất mà đủ đúng nơi đúng chỗ, xét rẹt ẹt không Tam Bảo, thấy không? Làm việc ý nghĩa liền, không nói dòng do chứ. Nó có những cô mà nhà Đức nói một phát ngay tạo có chiếc có đau bông làm luôn. Tại vì sao? Vì họ nhìn thấu quý vị. Nhưng mà thôi, có chồng đừng có bỏ đau bông mày, bà nó quýnh cho te tua, hiểu chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng mình chỉ điểm cho người ta để tu phước tu duyên. Chứ những đức nói quý vị, ví dụ như đức chia sẻ một pháp xong, quý vị đừng có cầm tiền đưa những đức. Thôi chỗ đông người quý vị ơi, hiểu không? Để cho ông thầy này không? Ngon hơn, hiểu không? Đó. Còn ở nhà đồ lâu lâu muốn cúng dường này kia, có số tài khoản gỡ qua khỏe re, không ai biết. Cũng là tiền đưa cho ổng thôi, cũng làm Phật sự nhưng không ai biết. Còn bây giờ trước mặt bao nhiêu người thì thôi kệ, kết duyên thì có những Phật tử quá lâu gặp, không? Kết duyên với thầy. Nhưng mà đặc biệt nhất là gì? Bỏ thùng Tam Bảo đi quý vị. Còn riêng những đức đi đâu, đi rẹt 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 rẹt, đừng ai đưa tiền chứ ngon hơn. Ừ, đặc biệt nhất là như vậy đó quý vị, thấy không? Khỏi đưa, thấy không? Có dịp nào mà gặp riêng hả đứa? Chứ ngoài đường ngoài xá bao nhiêu con người thấy đưa chi, hiểu không? Đưa nó trời ông thầy cũng giả ngon lành, trời trời con không cầm tiền, đó không cầm nhanh thế gì. Không đưa không lẽ không cầm, không thôi thôi khỏi đi quý vị, để nhà Đức giảng pháp cho nó ngon.
không? Để mạnh dạn mình nói mình phiên người ta. Có nhiều Phật tử người ta thấy người này cúng người kia cúng, người ta ngại khi gặp mình. Thôi bây giờ vì cúng vô Tùng Tâm Bảo im điềm cúng nhiều cúng kệ, hoặc gặp Hòa Thượng cúng dường cho Hòa Thượng. Đúng 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 đấy lắm. Tại vì sao? Tám loại gió không dao động, được mắt khen chê binh nhục khổ vui, già vậy là đâu có dao động nữa. Hiểu chưa? Còn những đức là còn dao còn động á nghe. Nên bây giờ mấy cô sồn sồn, có bao giờ những đức gặp mấy cô nói chuyện đâu? Động. Khi gặp mà nói chuyện á, nói chuyện chút là nhìn nguy hiểm. Hiểu không? Nên thôi mình giả pháp thôi, không có gặp nhau chi, không có đi đâu chơi chung hết chứ. Chỉ cần nghe pháp là đủ rồi đúng không? Vậy thì mình chơi với nhau lâu dài, gặp nhau quý lắm quý vị. Còn gặp mà trời ơi lâu lâu mà điện thoại rồi gặp nhau chia sẻ Phật pháp, thôi thôi mệt quá. Chia chung gì nó hay hơn chia riêng. Chia riêng nó đâu có hay. Nên Phật tử đây là toàn là Phật tử lâu năm không, nhưng mà có bao giờ chúng ta đi đâu chơi không? Thôi chúng ta đi về cực lạc, đi du lịch ở đâu ở cõi này. Hiểu chưa? Nó bây giờ mình cứ nghĩ đi, đất nước Ấn Độ là đất nước mà Phật ra đời. Vậy mà bây giờ quý vị qua bên Ấn Độ, quý vị đi tham quan du lịch đi, rồi quý vị thấy cái nơi mà Đức Phật ra đời mà vì sao cái người dân ở đất nước Ấn Độ khổ gì? Vì họ không có tiếp nhận cái giáo pháp của Phật. Mà cái giáo pháp của Phật là một cái giáo pháp nhân sinh, nhưng họ lại không tiếp nhận cái giáo pháp nhân sinh để áp dụng vào cuộc đời họ. Nên từ nơi đó mà đất nước Ấn Độ sao mà nhiều người dân họ khổ dữ vậy? Nói mà cái sự mê tín của họ mà người chết đem liền nước sông, chim cò mổ, là mình biết cái đất nước này không có tiếp nhận giáo pháp của Phật. Tuy là cái nơi Đức Phật sanh ra đời, nhưng chúng ta quan trọng là chúng ta thấy được cái giáo pháp. Mà nơi nào mọc ra mà có người giảng cho mình nghe tỉ mỉ đàng hoàng để áp dụng vô cuộc đời mình thì đó là giáo pháp của Phật. Hiểu chưa? Từ nơi đó mình tiếp nhận thôi. Mình đi đâu xa chi, không ai đi được là chuyện của người ta nghe. Mà riêng những đức nói đây là nói mình không đi có cái lý. Ở đây mình nuôi mấy bà già, mình thương mấy bà già là đủ rồi, thấy không? Nên Phật tử mình đặc biệt nhất, cái dụ như bây giờ về chùa nè, bởi vì thỉnh tượng Phật. Bữa qua bên hộ pháp thỉnh tượng Phật ha, tượng Phật bên năm nay nhà đức để bên đó hết á. Thỉnh, mình thỉnh tượng Phật về, quý vị hỏi thầy ơi, bây giờ con thỉnh tượng Phật về, bây giờ con phải nhờ thầy nào đến an vị được không thầy? Nhà đức nói có thầy thì tốt, vì không có thầy được không thầy? Tốt. Bằng cách nào? Bật cái điệu lễ Phật lên, lễ một thờ, rồi từ đó về sau cứ lễ Phật, đó gọi là an vị Phật mỗi ngày. Dễ không? Quá dễ. Rồi mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn hơn là quý vị làm một cái lễ an vị nó lớn hoành tráng, làm quá lớn luôn, rồi xong qua cái lễ bữa sau nghỉ tu, không có lễ Phật lễ gì nữa chứ. Mỗi ngày giỏi lắm đến thắp cho Phật nén nhang, Phật nói không được đặc biệt đâu con, thà mày làm cái lễ an vị đơn giản cho tao, rồi xong mày lễ Phật thờ đãi đi, rồi từ đó về sau mày cứ lễ Phật sáng tối đi, vậy thì Phật khen con ngoan. Còn cái này con làm an vị con làm đủ cho hết, rồi cuối cùng xong con để lạnh ngắt lạnh tách, rồi con cũng không có tu cầu giải thoát gì chứ, không đặc biệt đâu con à. Thấy không? Thấy hiểu nghe quý vị, những đức nói rõ ràng cho quý vị nghe đó. Nên cư sĩ mình cũng có thể làm được, rồi tại gia nhà mình quý vị coi. Bây giờ quý vị cứ là đem cái phương pháp hộ niệm để trong nhà, gia đình có hậu sự gì mình hộ niệm luôn. Giờ gọi ai bằng gọi mình, mình là người trực tiếp, mình làm luôn. Còn có bạn đồng tu mình gọi người ta đến từ từ, còn mình làm liền cái chuyện hộ niệm cho người thân mình, lấy cái điều hộ niệm liền. Chùa mình cũng là hộ niệm như vậy mà. Những đứa đâu có trực tiếp đó đâu. Vài bữa những đứa thu âm một công đoạn mà gọi là để mà nói dạy cho cái người gần chết mà ở ngoài đời, thu âm công đoạn đó, thấy không? Gọi vì điện thoại chú Tâm Nhiên này kia đồ, vì xin gỡ cho quý vị cái file đó liền. Mỗi nhà đều có. Khi mà gần chết này kia đồ bật lên cho họ nghe mấy lần, mỗi thờ hộ niệm tiếng mấy, xong cái bật lên cho họ nghe 1 phút 2 phút, cứ nhắc hoài đó cho nó họ nghe và cho còn sống nghe để nhận thức vô thường. Vậy thì bây giờ hộ niệm có điều khai thị rõ ràng, áp dụng tại gia luôn, xác thực luôn quý vị đó. Rồi sáng tối dụng công lễ Phật bình thường, những đức cũng lễ Phật mà. Hồi sáng tới giờ những đức lễ Phật 3 lần, sáng sớm lễ Phật một thờ 8 giờ, lễ Phật một thờ tới 8:30 xuống đây giảng, rồi nãy lễ Phật được nửa tiếng xuống đây giảng, thấy không? Lễ Phật suốt,
chứ không phải nói là chiều nay lễ nghỉ đâu, không phải đâu. Lễ trên 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 phòng á, nó lễ Phật nó khỏe, lễ Phật xong cái bộ não mình nó tỉnh, máu bơm lên não. Biết vì sao mình khờ không? Máu bơm không tới não, bơm mới ngang lỗ tai. Nên cái môn xá Phật đó là máu nó bơm lên não, nó làm cho tỉnh nghe bà cụ. Hiểu không? Nên từ nó đó quý vị thấy như Đức nói chuyện mà cái tâm trạng không? Cái tâm trạng nó tỉnh lắm quý vị. Và nó thoải mái thì sao á, mà giống như vị thấy như Đức nói hoài mà sao ngưng. Thì thử nói đi biết. Lên đây nói vài câu đi, lên cái là tự nhiên cái gì nó chặn ở cuốn họng mình. Nó kỳ vậy đó. Mà sao ông thầy ông nói hoài đúng không? Mấy vị thấy cái này là gì? Máu bơm lên não, nó giúp cho mình tỉnh cái bộ não, biết không? Vậy thì quý vị muốn vui an lạc không? Câu Phật hiệu này là số 1. Nó câu Phật hiệu này là số 1. Kết luận đó nghe. Hồi nãy giờ nói vòng vo nhưng cuối cùng câu Phật hiệu là số 1. Thấy không? Đem câu Phật hiệu này áp dụng trong cuộc đời mình, đi đứng nằm ngồi đeo cái máy niệm Phật, thấy chưa? Bật điều niệm Phật lên là cứ thầy niệm câu mình niệm câu nghe hoài vậy đó. Thấy không? Rồi cái điện thoại của mình giao này nè, quý thầy ông cài giùm cho. Ông cài cái khi người ta gọi điện thoại cho mình á, ta gọi mình cái bên kia những đức A Di Đà Phật. Bên kia nó nghe. Ai nhá máy cũng dính luôn. Một ngày cái tội tu phước tu duyên biết nhiều nói đúng không? Còn nhà mình có xe hơi đúng không? Dán cái chữ A Di Đà Phật sau lưng. Chạy đi đâu ở phía sau nó nhìn một cái thấy A Di Đà Phật. Dù nó có phỉ báng cái cũng gieo cái duyên làm Phật cho nó nữa. Chỉ cần cái vị có cái tâm đó thì phước vị lớn. Còn đeo máy niệm Phật đi ra ngoài chợ. Đi ra chợ bật lên. Thấy không? Đi vòng vòng mua đồ, có ai cấm mình? Có ai công an bắt mình mà nói đeo máy niệm Phật không? Không có đâu. Thì bật vừa vừa cái máy niệm Phật này ăn thua gì. Đi một vòng ở chợ một ngày, buổi sáng buổi chiều đi chợ vì tu phước bao nhiêu con người chưa. Vì thấy cái chỗ nào đông đông vì lạng vô, không mua cũng lạng vô nữa, cứ lủi vô cái chỗ đông người. Đến chi lạng qua lạng lại đi, đi ngang đi tới lui đến chi cho nghe có Phật hiệu chứ gì chứ nghe. Hiểu chưa? Trời ơi quý vị mà làm như vậy thì duyên phước vị nó lớn cỡ nào. Đem tịnh độ hoàn chuyên nó, chùa chiền mình mà làm được bao nhiêu việc ở trong đây là toàn là nhờ niệm Phật mà ra đó. Chùa này mọc lên xây dựng nhiều gì là do niệm Phật mà ra đó. Những đức mỗi ngày vui nè là nhờ niệm Phật mà ra đó. Tất cả những nỗi buồn trong cõi lòng tan biến mau là nhờ niệm Phật mà ra đó. Rồi cái tâm con người mình luôn luôn có tâm giải thoát là nhờ niệm Phật mà ra đó. Nghe chưa? Dù mấy cô có bị chồng bỏ chồng chê cũng không buồn luôn, vì mình có ai với Đà Phật là buồn gì. Hiểu không? Anh là kết luận thấy không? Kết luận Phật không thấy không? Ung thư bác sĩ chạy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng không? Gì đâu mà buồn. Bác sĩ chạy nhưng Phật Di Đà không chạy. Phật A Di Đà nói rằng con ơi, con ở cõi này con khổ quá, ta đưa con đi. Thấy chưa? Ta đưa con đi đến một cái quốc độ cực kỳ đặc biệt luôn. Ở đây con bị ung thư này, ung thư kia, ung thư nọ có hết, thì thân con vẫn chết, con khổ lắm con. Bây giờ ta đưa con đi đến một cái nơi mà con không già, không bệnh, không chết. Tóc con luôn luôn đen, mặt con luôn luôn bằng phẳng, không bị xíp ly. Răng con luôn luôn đầy đủ, mắt con luôn luôn sáng, chân cẳng con luôn luôn khỏe, không bao giờ bệnh đau. Ta đưa con đi đến một cái quốc độ tuyệt vời này, con về đó đi, ở Tây Phương Cực Lạc đó con. Thấy không? Ung thư, bệnh này, bệnh kia, sida, niệm Phật, Phật cũng rước luôn. Hiểu không? Nó nên từ nó đó, bệnh bác sĩ chạy, Phật A Di Đà không chạy. Nó bây giờ quý vị coi nè, bên đây cái trạm xá mà hòa thượng ghi cái chữ ngay cái trạm xá để cái bản bự chà bá, quý vị thấy chưa? A Di Đà Phật là đại y vương, phải không? Vậy là Phật A Di Đà là vua của các bác sĩ bình thường, phải không? Nó nên ngài Quần Nhất Đại Sư ngài nói một câu nè, một câu A Di Đà là thuốc diệu già đà, nếu bỏ đây không uống thật là khờ lắm mà. Thấy không? Khờ đó. Cứ dùng viên thuốc này đi quý vị. Bây giờ cuộc đời những đức là nhờ dùng viên thuốc này mà nó hừng hực nè, thấy chưa? Trời ơi, nói cái đoạn cuối này nó mới ghê nè. Đoạn cuối kết luận đó, thấy chưa? Cái gì nó phải kết luận có hậu. Kết luận có hậu là cái gì? Niệm Phật. Tối đêm nay đông người ngủ được đúng không? Một đêm ở chùa đúng không? Thì sao?
nằm đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm thử một đêm đi. Ngủ không được phải không? Đông đúc cái kiểu mà ngủ quen mà một hai người, bây giờ quá đông hơn người này hơn người nọ, đông đúc rồi nói chuyện rồi không có mùng đầy đủ, không có gói mền đầy đủ, mũi cắn nữa khó ngủ đúng không? Một đêm thử coi, thức trong chùa, thức đêm mới biết đêm dài. Mình niệm Phật không thấy đêm dài đâu cứ chết. Thấy chưa? Cũng già quá cưng. Thấy chưa? Nói sao nó cũng vô vậy đó. Ai mũi bị thức đâu, bị đập mũi gì à? Niệm Phật đi. Những đứa ngày xưa mới xuống hộ pháp cúng dường cho mũi cắn đầy mình đầy mẩy, nó được ngày hôm nay đó. Cái niệm Phật hoài có khi con mũi nó lợi chích, mà những đứa còn chắp tay đây như làm nè: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, đọc ba lần xong để cho mũi cắn, mà cắn vừa vừa rồi đuổi nó đi, sợ nó cắn nhiều quá mũi nó tham no quá té xuống chết. Không còn tính như vậy cho nó luôn nè. Mình thấy mình không có phước, bây giờ không có cái gì cúng dường cho người ta chứ, thôi đem máu cúng dường luôn. Mà bây giờ cũng dư máu quá trời luôn, có thiếu tôi sợ. Hiểu không? Chứ đừng có mà mũi nó chích mình mà giang tay lên này, coi tao nè. Cắn tao nè. Bách. Thấy chưa, tao đập mũi là số 1 luôn. Chết chưa. Mũi vừa bay ngang chưa cắn nè. Chết. Chết chưa con. Chi hả trời? Nó cũng đói mà bây giờ mình không cho nó ăn rồi đuổi nó đi, đi đập nó làm chi hả? Hiểu không? Tội nghiệp nó quý vị. Nó những điều những đức chia sẻ với vị nghe. Tịnh độ là số 1. Nhớ. Cứ nắm chắc câu Phật hiệu này đi thì cuộc đời chúng ta không khổ nữa đâu quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.